xin chào các bạn nhé. Khi nấu rồi mình cũng không lên video, cả mình cũng không đưa đi kiếm để lên video cho các bạn xem. Rồi hàng như mình làm năm mà 48 này các bạn, 48 nhé. Đấy là vừa chế với rượu này, bởi vì chế là cái hợp vấn là cái làn tằm đấy. Còn đây của cái hầm 48 này là cả cái thần dứa này là nhựa nhé. Thì hôm nay là đầu tháng thì hôm nay có trận mưa mà, thì hôm nay mình vẫn cũng vẫn chưa đi đâu. Đấy, còn hòm 42 này các bạn. Đấy, thì mình cũng hết rồi, thì mai mùng 2 thì mình bắt đầu đi đấy xe. Đấy, con 6 người. Đấy, bắt 6 người đấy. Đấy, nhà mình vẫn gửi hàng đều rồi. Các bạn nào có nhu cầu thì đặt hàng thì một để lại số điện thoại thì ở bên trong cho mình xí điện nhé. Đó là em đang có quần thảm đấy. Ở nhà mình thì hòm 60 này, hòm 48 này, hòm 42 nó có hết nhé. Cứ các bạn nào đặt là đặt kích cỡ hòm nào nó vợ chồng nhà mình chế làm. Đấy, mình xin dừng video đây nhé.